thật đáng tiếc thưa thái tử, chỉ sợ không ai nghĩ như ngài. Vua Basenadi đã thề sẽ rửa mối nhục trước đây. Nếu đúng như những gì hắn nói thì Kapilavastu ắt sẽ bị hủy diệt. Nếu như nói về chuyện tương lai thì ai có thể dự đoán được? Ông hay ta? Tất cả đều không thể. Vậy thì cần gì phải đoán nữa? Ta xin nói lại một lần nữa, chiến tranh không chỉ có ngoài chiến trường, mà chiến tranh còn khiến cho gia đình của tất cả các tướng sĩ cũng gánh chịu biết bao nhiêu là liên lụy kia kìa. Ông đã lau khô vết máu, đứng ở đây tuyên dương công trạng, tại sao ông lại không tìm cách giúp đỡ những người không có nơi nương tựa ngoài kia kia chứ? Ông có từng nghĩ đến những gia đình của tất cả các tướng sĩ, họ đang sống ở trong bóng tối? Ông có từng nghĩ đến những điều này hay không vậy?